người ta lấy cái vui vật chất để che đậy những cái vết thương, lấy vật chất nó đang những cái phiền não khổ đau nó đang thiêu đốt. Người ta cứ mãi chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, những cái thú vui vật chất, để thỏa mãn các căn. Rồi khi mà cái cuộc vui nào rồi cũng tàn nha, những cái lễ hội nào dù nó hoành tráng, nó kéo dài thế mấy á, rồi cũng phải đến những cái lúc chấm dứt. Thì khi mà đắm say, thỏa mãn những cái thú vui vật chất, là sau khi mà cái trò vui, những cái thỏa mãn đó nó qua đi rồi sao, thì thân thể mệt mỏi rã rời, rồi tâm trí uể oải buồn chán. Đó vậy sao, nhưng mà người ta cũng cũng chưa có thức tỉnh sao, thời gian rồi bắt đầu bại ra nữa. Bây giờ tháng giêng là ngày Tết, Tết Nguyên Đán, rồi tới tháng 8 và Tết Trung Thu, rồi tất cả một năm là không biết bao nhiêu cái lễ hội, mỗi cái lễ hội mang màu sắc, rồi những cái kiểu cách khác nhau. Rồi bây giờ đó, cái sự mà vận chuyển nó dễ dàng, rồi những cái từ cái quốc độ này đi qua quốc độ khác, từ cái nơi này đi qua nơi khác, từ chỗ này đi đến chỗ khác, thì sao, du lịch, thì quý vị thấy em, mỗi lần mà lễ mà Tết đó, thì bắt đầu người ta đi chơi đi dạo, xem trò vui thế này thế khác, lễ giao thừa thì bắn pháo hoa rồi kia nọ, đủ thứ những cái trò vui, lễ hội rồi ca hát rồi, đó. Rồi bên cạnh những cái trò vui đó thì bắt đầu những cái tai nạn ở trên đường đi. Rồi bây giờ đó quý vị thấy không, tình hình an ninh, những cái sự thù hằn giữa cái tôn giáo này tôn giáo khác, giữa những cái tư tưởng hệ này với tư tưởng hệ khác chống đối lẫn nhau. Thành ra đó những cái lễ hội bây giờ đó phải có quân đội, phải có cảnh sát để mà bảo vệ, chứ không thôi là những cái phần tử á, cực đoan nó lợi dụng để mà nó tấn công vô. Thành ra đó ha, chết chết ở trên đường đi, trên đường về, rồi trong những cái lễ hội, trò vui đó, thì nó cũng mang những cái mầm mống của sự chết chóc, chứ đâu phải là cái niềm vui mà nó thỏa mãn dạng đâu. Đó thành ra đó, người ta ví giống như là kiếm đã chạm giá, như lửa đang cháy trên đầu nhưng mà mình không thấy, giống như con thiêu thân, con côn trùng, khi mà nó thấy cảnh lửa nó cứ nhào vô, mà không biết nhào vô trong đó là sẽ chết mà cứ lao vô. Rồi khi mà nhào vô cái đống lửa đó rồi, lúc đó là thân thể bị cháy tiêu, mà không biết
À, cho nên á, cái người mà mình có sự tu tập, mình có sự hiểu biết à, thì chúng ta phải có cái sự chánh niệm à, mình biết rằng á, những cái trò vui của thế gian á, Đức Phật không phải phủ định tất cả những cái thú vui ở thế gian à, những cái thú vui này nó có, nhưng mà sao vui ít nhưng mà đến cái khổ đau lâu dài à, trói buộc chúng sanh trong cái vòng quay sanh tử luân hồi nè đó, chứ phải là Đức Phật không có, nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta là phải thấy được thoát ra nè, cái lễ hội nào rồi á nó cũng chấm dứt nha không à, một năm bây giờ quý vị thấy cả hàng, nếu mà một ngày mà mình nhìn trên cái lịch, một ngày không biết là bao nhiêu lễ hội à, ngày của cha, ngày của mẹ, ngày tình nhân, rồi ôi bây giờ họ đặt để ra rất nhiều những cái lễ hội rồi, ở quốc độ này thì hệ lễ hội này, quốc độ kia thì lễ hội khác à, ở Việt Nam thì Tết Nguyên Đán à, rồi ở Thái Lan thì hội té nước à, đủ thứ các cái lễ hội, rồi Ấn Độ thì cũng vậy à, rồi ở tất cả các đất nước là họ tổ chức những cái lễ hội mà một năm á, là bây giờ mình nhìn sơ sơ ít lắm, một ngày á, mình tính là những cái lễ hội mà lớn á nha, chứ còn những cái lễ mà lễ cóc lễ nhác nhỏ 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 là không tính á, lễ lớn thôi, một ngày ít lắm rồi cũng phải hai ba cái lễ hội à, để gì, để thu hút người khác à, đi du lịch, đi đến vui chơi, phải ăn uống rồi buôn bán thế này thế khác à, à, nếu mà một cái người mà nhiều tiền của, có nhiều tiền của, có nhiều thời gian rảnh rỗi đi suốt một năm cũng 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 chưa hết hội nữa đó. Thành ra đó, người ta chỉ thấy à, để tìm cái thú vui, để che đậy cái khổ đau à, người ta thấy rằng á, chuyện mà ở bình thường á, phẳng lặng mỗi ngày cứ làm công việc à, đi làm về ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi đó. Cái chuyện mà đó nó quá bình thường, nó giản dị, nó giản đơn quá, nó buồn buồn chát à, cho nên người ta đặt ra những cái lễ hội để chi, để lao vô, để tiêu khiển à, cái sức lực, cái tâm trí à, hút vào trong những cái thú vui đó à, mà người ta không thấy rằng nó là cái tai hại. Giống như những cái người mà nghiện nghiện rượu thì càng uống thì để thỏa mãn cái cơn nghiện thì nhá, thì cái chất độc của etylic là nó tàn phá cơ thể, tàn phá cái não bộ, cái tâm trí của mình à, những cái người mà nghiện xì ke ma túy thì dùng những cái chất này à, để thỏa mãn cái cơn nghiện của mình, nhưng mà càng dùng nhiều chừng nào thì càng khổ đau nhiều hơn à, cái sự tàn phá, những cái chất độc tố nó tàn phá thân tâm một cách khủng khiếp mà người ta không không có sợ nha. Cả những cái gì mà nó gây nghiện là nó đều cũng là một cái tai hại, nhưng mà người ta không biết à, người ta
đem những cái độc tố đó người ta tự tự hủy hoại, tự hủy hoại lấy cái thân ngũ quẩn này, tự hủy hoại cái trí tuệ, cái tâm trí của mình đó. Cho nên á, khi mà chúng ta học hiểu Phật pháp, chúng ta tránh xa những cái cám dỗ vật chất của thế gian, tránh xa những cái trò vui, chúng ta sẽ thấy có được sự an ổn. Bây giờ quý vị thấy trong trong đây là hiện giờ là được bao nhiêu? À, 10 10 12 12 người trong đây thì có hai vị sư, 10 vị cư sĩ. Nếu mà bây giờ đó quý vị ngồi nha, quý vị thấy có sự an ổn không? Thay vì nếu mà mình chưa hiểu biết Phật pháp thì giờ này mình cũng lao đến những cái nơi để chuẩn bị những cái trò vui, rồi bắn pháo hoa, rồi ca hát, rồi ăn uống, rồi nhậu nhẹt, rồi nhảy múa rồi kìa đó. Thành ra đó, khi mà mình hiểu biết được, mình tránh xa những cái trò đó, mình thấy mình cảm thấy mình an ổn nè. Còn những cái người đó đó, họ đang chìm đắm trong đó, cái vô minh, nó chi phối họ đâu có biết, họ đâu có biết để mà thấy được những cái đó là những cái phiền não, những cái trói buộc. Còn mình á, những người mà hiểu biết Phật pháp rồi á, mình đánh xa đó thì sao, thì họ nhìn mình họ chế, ôi trời ơi tối ngày gì đâu không biết, không biết đi chơi, không biết tham dự lễ này lễ kia, rồi cái nọ tối ngày cứ ru rú ở trong nhà, không có đi đâu hết, không giao tiếp với ai, không nghe này này khác nha. Nhưng mà khi mà mình rời xa được những cái đó, mình thấy nó có một cái sự an ổn, nó an ổn cho cái tâm trí, cái nội tâm của chúng ta, và chúng ta tránh xa được những cái khổ đau. Tại vì khi mà mình bám níu theo vật chất, mình chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài đó, nhưng mà những cái trần cảnh này không bao giờ nó thỏa mãn được cái tham muốn ở trong nội tâm chúng ta nha. Khi mà nó được cái này rồi đó, là nó muốn được cái cao hơn, vui hơn, vui thú nhiều hơn. Đó, thành ra đó không bao giờ nó thỏa mãn, mà khi mà không được thỏa mãn gì không thì nó bất mãn khổ đau. Cho nên là những cái thú vui này đó, vật chất nó giống như là kiếm, một cái vết, một cái nhát kiếm nó chạm ngoài da, nó tạo thành một cái vết thương. Bây giờ mình phải lấy thuốc mình chữa trị cho cái vết thương nó lành, chứ đừng có cái vết thương nó như vậy rồi cái mình trị sơ sơ băng bó nó hết chảy máu rồi mình quên đi. Ha, lửa nó đang cháy trên đầu giờ phủi 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 mà nó tắt rồi quên, không có sợ nữa. Thành ra là cái sự tu tập của chúng ta để chúng ta sống trở về với cái thực tại, chính cái nội tâm của mình. Khi nào nội tâm mình nó được quân bình an ổn, sáng suốt, hay biết rõ ràng các cái đối tượng qua sáu căn, mình ghi nhận, mình hiểu rõ, mình có đầy đủ cái trí tuệ, và mình vượt qua tất cả những cái chế định của thế gian. Thì khi mà
chúng ta tu tập là xuất gia thì bỏ ái dục. À, xuất gia đây không phải là xuất gia chỉ trên cái hình thức thôi, mà chúng ta phải có cái tâm, cái thân xuất gia mà cái tâm lý xuất gia nè. À, cái thân thì chúng ta không có đua rồi theo những cái vật chất, những cái y phục rồi hay là trang điểm của thế gian. Rồi tâm chúng ta thì chúng ta không có bám níu vào những cái vật chất bên ngoài. Chúng ta sống vừa đủ tri túc để chúng ta có thời gian nỗ lực tu tập. Thì khi mà chúng ta có sự tu tập đây để đi đến gì, đi đến thấy được các pháp, đi thấy được để chứng nghiệm được về tam tướng của dạng pháp vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà chúng ta thấy được cái quy luật của dạng pháp, tất cả các pháp thế gian đều chịu sự chi phối bởi vô thường, khổ và vô ngã. Từ đó chúng ta có cái sự hiểu biết rõ ràng. Khi mà chúng ta nhận thức được như vậy đó, chúng ta trở từ bỏ những cái tham muốn vật chất thế gian để sống một cái đời sống bình dị bình thường. Khi mà chúng ta có sự tu tập với trí tuệ chúng ta thấy được, thì chúng ta mới từ bỏ được những cái sai lầm tà kiến, những cái chấp thủ về một cái linh hồn, một cái bản ngã, một cái con người ở trong cái thân ngũ uẩn này. Thì từ đó chúng ta mới bỏ được cái thân kiến. Quý vị biết rằng một cái vị cố gắng nỗ lực tu tập để chứng đạt ba pháp, pháp đầu tiên là từ bỏ gì, thân kiến. Chúng ta phải thấy rằng đây là một tập hợp của vật chất và tinh thần. Thân và tâm chứ hoàn toàn không có một cái linh hồn, một cái bản ngã, một con người. Đó, do đó mà chúng ta thấy rằng trong cái thân này, tâm này, nó là một những tập hợp của danh và sắc. Nó luôn luôn sanh diệt biến đổi không ngừng. Do nhân duyên mà nó hình thành. Đến một lúc nhân duyên hết thì nó sẽ tan rã theo cái quy luật của nó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta sẽ thoát khỏi những khổ đau, không còn bám níu dính mắc tham chấp vào các cái vật chất của thế gian này. Thành ra đã nói do duyên pháp nó hình tàn rã đi theo cái quy luật của nó. Thì khi mà chúng ta biết như vậy, chúng ta chấp nhận, chúng ta sẽ
tránh khỏi được những cái khổ đau. Còn nếu mà chúng ta còn sai lầm thì những cái phiền não, khổ đau và của tham, của sân, của si sẽ là những cái sợi dây, những cái triền phược, những cái trói buộc chúng ta vào cái cổ máy, cái vòng quay sanh tử luân hồi. Thì quý vị thấy rằng tất cả chúng sanh, Đức Phật ví những cái người mà phàm nhân, họ cứ luôn luôn đuôi thúc xuôi ngược ở bờ bên này, những người mà đến được bờ bên kia. Hay là quý vị thấy những cái con cá cái thợ chặt người chạy lưới, nhưng mà qua cái cơn đó rồi nó cũng bình thường. Hay là những cái con chim á cũng vậy, khi nó mắc ở trong bẫy thì nó vùng vẫy khổ đau, nhưng mà rồi đó khi mà thoát ra rồi đó, rồi vì tham đắm thì nó cũng dính vào những cái lưới khác, nó hoặc là cái bẫy khác. Thì cũng vậy, cái tâm phàm nhân khi mà trước cái khổ đau của bệnh tật rồi đó, đau đớn khó chịu quá, họ khóc than, họ khóc than rên xiết. Nhưng mà khi mà những cái cơn đau này mà nó giảm thiểu bớt một chút rồi đó, thì bắt đầu họ quên đi, họ quên đi. Những người mà bệnh hoạn thì gian dái, kêu khóc đồ dữ lắm, trời ơi cầu mong cho con sớm hết bệnh đi, con đi chùa, con tu tập thế này thế khác. Nhưng mà hả, qua cái cơn nguy kịch, qua bệnh rồi, cái cơn đau cơn ấy rồi qua rồi đó, ta quên đi, không hết lo, bữa nay bận quá không có đi chùa được, mắc đi đám cưới, mắc đi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mắc đó lo đi làm cũng rộng nha đó. Còn mà bệnh hoạn mà nằm ở trong phòng cấp cứu mà lên xiết thì thôi, cầu khấn niệm Phật thế này thế khác đủ thứ chuyện hết, mã qua cơn rồi đó rồi quên nha. Cho nên á là mới ví như là những cái vết thương ở ngoài da này chưa sợ, rồi lửa nó cháy lên đầu rồi, nhưng mà há phủi 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 mà nó tắt rồi là quên này, không có lo để mà tu tập để mà vượt thoát ra. Cho nên á, cứ quẩn quẩn quanh quanh quẩn quẩn trong cái tam giới này hoài. Nếu mà chúng sanh nào biết tạo phước rồi, cái có được chút đỉnh phước thì tái sanh về những cảnh giới an vui, tái sanh lại làm người thì những cái người mà có tài sản, có quyền lực thì sao, say đắm nhiễm đắm trong cái thú vui vật chất của thế gian trần tục, quên quên lo tiếp tục cái con đường thiện pháp thiện sự của mình. Rồi nếu mà say đắm trong đó thì tạo những cái ác nghiệp, rồi do những cái ác nghiệp này thì rơi vào khổ cảnh, rơi vào khổ cảnh thì khóc lóc rên xiết khóc than. Nhưng mà được mà an vui á thì không có biết, không có trí tuệ để mà lo mà
hay biết bỏ bớt những cái tham muốn dính mắc vật chất của thế gian. À, thành ra đó rơi vô khổ đau rồi có được một chút an vui thì sai lắm. Cứ như vậy trôi lăn từ vô thủy. Cho nên đó, cái hiểu biết về Phật pháp để gì, chúng ta phải thấy rằng cái sự tai hại này nè, không phải là một cái vết thương chỉ ngoài da thôi, mà ta thấy rằng cái vết thương này đó ví như là một cái nhát kiếm này, nhưng mà cái nhát nhát kiếm này nó có thuốc độc, nó có thể chấm dứt cái mạng sống, cái thọ mạng của chúng ta. Cái đốm lửa nó không phải chỉ cháy một chút ở ở ở trên đầu mình, mà cái đầu mình nó đang cháy phừng phừng như là một cái bó đuốc vậy đó. Từ đó mà chúng ta phải cố gắng dập tắt liền để thoát ra. Và khi mà thoát ra rồi đó thì chúng ta đừng bao giờ chản mãn dễ vui, để nó phải 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 phát quả trở lại. Chúng ta phải cẩn trọng, phải dùng những cái từ bi rồi vậy, để là cái nguồn nước để dập tắt những cái lửa ở trên trên đầu. Dùng những cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác để điều trị những cái vết thương này. Chứ còn nếu mà mình chỉ băng bó sơ sơ lại á, thì cái chất độc này nó sẽ ngấm ngầm vô, nó lan tỏa trong cái thân thể này và chúng ta sẽ khổ đau và sự hành hạ của cái chất độc, và chúng ta sẽ đi đến cái chết. Chúng ta phải thấy được như vậy, chứ không phải là chúng ta là một cái vết thương ở ngoài da, một cái đốm lửa nhỏ. Thành ra ở bên Bắc Tông ta nói là tam giới như quả trạch. Tam giới này giống như là cái ngôi nhà lửa. Nhưng mà chúng ta bị giam hãm trong ngôi nhà lửa mà nó đâu có sợ đâu. Tại nó lửa nó cháy xa xa đằng kia, tôi ở đây chưa cháy. Thành ra là tại lửa nó cháy xa kia chút, ở đây thì tôi cũng không có ảnh hưởng gì tới tôi cũng vẫn an nhiên tự tại bình thản ngồi ngâm thơ vịnh nguyệt, nhậu nhẹt rồi vui chơi, lễ hội rồi thích thú, khi nào lửa nó cháy sát bên thì tính sao nha. Hay là tục ngữ mà người ta nói nước nước đến chân mới nhảy, nhưng mà nước đến chân cũng chưa nhảy nữa, kệ nó, nước mới tới mắt cá mà còn thấp mà đâu có gì đâu sợ, chừng nào mà nó lên tới tới ngực lên tới đầu mới lúc đó mới sợ chết, mới lo bơi đi kiếm chỗ để thoát thân, còn nước ngập mới tới dưới mắt cá chân, mới tới đầu gối tới thắt lưng thì nó cũng còn chưa có gì. Thì sao? Cái điều quan trọng mà Đức Phật dạy trước khi mà Ngài vô vương niết bàn là không nên dễ vui. Sở dĩ mà thế gian này khổ đau, khổ đau triền miên là do dễ vui, mãi chìm đắm trong các cái thú vui vật chất, mãi chạy theo trần cảnh bên ngoài, mãi thỏa mãn các căn mà không thấy lửa nó đang cháy, nó đang cháy khắp trong cái thân ngũ uẩn này, lửa nó đang bốc cháy ở trong tâm, lửa cháy ở các căn,
cả thân ngũ uẩn này đang bị những cái thứ lửa thiêu đốt. Cho nên chúng ta hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật để mà nỗ lực lấy cái chánh niệm tỉnh giác để tiêu trừ cái sự dễ vui chảnh mãn, rồi lấy cái sự nỗ lực tinh tấn thực hành để diệt trừ được tất cả những cái sầm tà kiến, từ bỏ những cái tham ái, rồi từ bỏ những cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ, để đến được một cái nơi an ổn tốt đẹp. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ mãi lăng xăng trong những cái lễ hội, trong những cái trò vui của gia đình, của quốc độ, những cái tập tục của thế gian, những cái lễ hội, thì không biết đến bao giờ thì chúng ta mới thoát ra được những cái khổ đau của đời sống. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật trong phần chánh kinh, ví như những cái vết thương, rồi những cái đốm lửa đang cháy lên đầu, thì chúng ta phải nhanh chóng với trí tuệ thức tỉnh, để có sự hiểu biết, có đầy đủ chánh niệm trên các đối tượng, từ bỏ đoạn trừ những cái phiền não, để chúng ta có một sự an ổn trong đời sống. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều những cái hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn thứ nhất. Và với phước báo này, kính cầu mong chư Tôn Đức Trưởng Lão Pháp Thể Khai Ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có được một cái sức khỏe, có được trong tâm trí an ổn sáng suốt, để thực hành theo lời dạy của Đức Phật, để an trú ở trong chánh niệm tỉnh giác, để nương nhờ cái bóng mát để chúng ta tránh xa những cái nhiệt não, những cái khổ đau, dùng cái chánh niệm tỉnh giác để chữa trị những cái vết thương, những cái chất độc, hay là dùng cái chánh niệm tỉnh giác để thấy được, từ bỏ những cái sai lầm, chấp thủ, thoát ra cái thân kiến, để đem đến một cái đời sống an vui tốt đẹp. Và cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe an vui, và cầu chúc tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và bây giờ thì cũng kính cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay theo cái phần chánh kinh. Và cảm ơn Cô Như Quang đã bót bài giúp cho quý Phật tử có thể hiểu rõ được cái phần chánh kinh. Cầu chúc cô nhiều an vui, tiếp tục nỗ lực tu tập, tạo được nhiều phước báo trong đời sống. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng.
Dạ, Nam Mô Quý Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sân Khà, dạ. Con kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Thượng Tọa Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bạn tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Trước hết con xin tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh rất là nhiều đã thuyết giảng và cái phẩm thứ ba đó là phẩm kiến của kinh Tương Ưng và bài thứ nhất là bài về kiến. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, bây giờ toàn thể đạo tràng chúng ta cùng thảo luận về cái bài giảng hôm nay của Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ, kính mời toàn thể đạo tràng ạ. Xin nhường mic lại cho đạo tràng nha. Dạ, nếu ai có ý kiến gì hay có câu hỏi gì muốn gửi đến Ngài Pháp Thanh thì xin đưa tay, chứ máy của mấy ta thì không thấy ai đưa tay hết. Thôi bây giờ ta xin trả lại cho đạo tràng. Dạ, con kính thành lễ ân Đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh ạ. Con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, thì trong cái bài kinh mà sư Pháp Thanh vừa mới chia sẻ Phẩm Kiếm á, dạ thì con thấy trong cái bài kinh này á, thì con nghe cái từ chánh niệm với lại cái từ thông kiến á. Dạ, thì bản thân con á, thì con cũng được nghe giảng với từ chánh niệm, rồi con cũng nghe nhắc tới rất là nhiều cái từ chánh niệm. Dạ, nhưng mà niệm với lại chánh niệm á, là con muốn xin Ngài giúp con có thể là hiểu cho nó chính cái từ chánh niệm nó hiểu như thế nào, để khi mà mình áp dụng trong cái công việc thực tập hàng ngày của con. Cái thứ hai nữa là con muốn đến cái từ thông kiến ạ. Dạ, mặc dù là cái từ thông kiến này thì con đọc qua kinh thì con cũng có thấy nhắc đến thông kiến, tức là đó, thì con muốn xin sư có thể giúp cho con có thể là nắm được rõ hơn một chút nữa. Dạ, con xin kính tri ân đến sư ạ, và con xin dâng bích đến cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giả. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mê giá, Nam mô Sân Kha giá. Kính lễ chư Tôn Đức, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải phải có cái niệm trước. Cái niệm là chúng ta cái sự ghi nhớ, ghi nhận những gì mà nó đang diễn ra trước mắt, hay là diễn ra qua sáu căn của chúng ta. Khi chúng ta thấy, chúng ta biết rằng cái tâm nhãn thức nó đang sanh khởi, có một cái đối tượng, có một cái sự hướng tâm giữa căn, cảnh và
sự xúc chạm đó nó tạo thành cái nhãn thức. À, chúng ta biết như vậy à, là chúng ta có niệm. À, rồi khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy được cái đối tượng này này, nó sanh rồi nó diệt. À, cái trần cảnh này không phải là nó cứ mãi mãi như vậy hoài. À, có khi cái đối tượng này nó xuất hiện xong rồi có một đối tượng khác á, nó mạnh hơn. À, nó xuất hiện thì cái tâm của chúng ta nó sẽ biến chuyển à, tất cả các đối tượng luôn luôn sanh diệt, dù là vật chất hay là tinh thần. À, khi mà chúng ta thấy tất cả các cái đối tượng nó luôn luôn sanh diệt à, khi mà chúng ta tu tập đó, ghi nhận cái niệm nó thật mạnh mẽ, chúng ta phân biệt được danh và sắc. À, do nhân do duyên danh sắc nó sanh. À, do có cái trần cảnh xuất hiện, à, là vật chất nó sanh. Rồi cái tâm nhãn thức, cái tâm ghi nhận về cái trần cảnh đó sanh. À, rồi nếu mà có một cái âm thanh, khi một cái âm thanh nó mạnh mẽ nó đến cái nhĩ căn, làm cho cái tâm nhĩ thức nó sanh, thì trước khi mà cái tâm nhĩ thức nó sanh, đó là cái tâm nhãn thức nó diệt mất. À, thì lúc đó cái sự chú tâm ghi nhận của mình nó quay trở về cái âm thanh. À, cái nhĩ thức, cái tâm nhĩ thức nó đang làm việc đó. Cho nên là khi mà chúng ta có sự hay biết ghi nhận cái sự sanh diệt của danh và sắc, à, luôn luôn như vậy, thấy rõ đối tượng đúng cái thực tánh thực tướng của nó đó, thì như vậy mới gọi là chánh niệm. À, còn lúc đầu á dạ đúng rồi, cái niệm nó chỉ là cái người mà canh gác thôi, mà chánh niệm á thì nó phải đi với cái trí tuệ. À, ví dụ như cái người gác cửa, cái người lính mà đứng gác cửa ngoài cổng thành á, thì họ chỉ có cái trách nhiệm là đứng đó để quan sát những cái người mà vô ra thôi. À, có một cái người nào đi vô họ biết, có một người nào đi ra họ biết, chỉ vậy thôi, đó là niệm. Còn biết được cái đối tượng này là tốt hay xấu, biết được cái thành phần này nó đi vô đi ra đó, nó là cái người ở trong trong thành, hay là cái người này là những cái người mà gian tế, à, nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, à, nó cái tính chất của nó là đất là nước gì, lửa gió gì đó, cái tính chất trần đế của nó, khi mà biết rõ được như vậy đó là gọi là mới gọi là chánh niệm. À, thành ra chúng ta phải phân biệt hai giai đoạn. À, lúc đầu chúng ta chỉ có niệm. À, từ cái niệm này nè, nó thuần thục rồi luôn luôn á, niệm nó phải đi kèm với trí tuệ thì nó có trở thành là chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta chỉ niệm qua loa, à, chúng ta biết nhưng mà cái biết nó hợp thì chưa phải là chánh niệm. À, thí dụ như bây giờ, à, quý vị đang chú tâm vào vấn đề đọc sách, à, cái tâm quý vị đang chú một vào cái quyển sách này, nhưng mà có một cái người nào mà thoáng qua
Thì quý vị biết biết có một cái người này đi qua thoáng qua đó, nhưng mà không biết rõ, không biết là ai đó. Thì cái biết thoáng qua này á, là nó là niệm. Có nhiều khi cái niệm á nó cũng rõ, nhưng mà có nhiều khi nó chỉ cạn cợt thôi ha, cái sự ghi nhận nó cạn cợt thôi. Ví dụ như cái trường hợp một cái vị hành giả đó, lúc đầu có sự nỗ lực tinh tấn thì bắt đầu họ ghi nhận đối tượng hơi thở một cách rõ ràng. Nhưng mà khi mà cái tâm nó lùi sục, nó uể oải, nó lờ đờ mệt mỏi rồi đó, họ cũng cũng quan sát, cũng ghi nhận, nhưng mà rõ nó mờ, không biết rõ ràng cái lúc và cái hơi thở nó sanh nó diệt. Còn nếu mà chúng ta niệm đi kèm khi hơi thở bắt đầu vừa sanh khởi, mình biết nó sanh khởi, nó đi vô hay là nó đi ra như thế nào, mình biết nó kéo dài mình biết nó sanh. Cái tâm quan sát hơi thở sanh, rồi cái hơi thở nó diệt, cái tâm quan sát cái hơi thở nó cũng diệt. Đó, khi mình biết đầy đủ như vậy với trí tuệ đó thì mới có gọi là chánh niệm. Thành ra đó thường thường sẽ nói là chánh niệm tỉnh giác, tức là cái biết này nó rõ ràng. Cái biết đó thì nó có nhiều trường hợp. Cái biết là cái biết của sự hiểu biết thông thường theo cái chế định cái tục đế. Rồi cái biết nó cao hơn chút, có hiểu biết trong Phật pháp, nhưng mà chưa biết được đúng theo cái thực tánh thực tướng của danh và sắc, chưa thấy được cái khi nào mà mình thấy được, mình phân biệt được danh và sắc, và mình biết được danh và sắc sanh diệt như thế nào thế nào thế nào rõ ràng như vậy mới gọi là chánh niệm. Thì cũng giải thích cho Dùng Nguyễn về cái chữ chánh niệm, để quý vị biết được vậy. Chúng biết khi nào cái tâm mình có niệm và khi nào mình có được cái chánh niệm. Đúng rồi, tức là niệm là cái sự ghi nhận, nhưng mà chánh niệm là mình phải có sự hiểu biết rõ ràng theo thực tánh thực tướng phân biệt danh sắc sanh diệt thì nó mới mới gọi là chánh niệm. Cho nên á là cái chánh niệm á, mình nó có hai. Lúc đầu á là mình nói là chánh niệm, nhưng mà cái chánh niệm này nó không phải là tà niệm. Ví dụ như bây giờ cái tâm mình á nó hoan hỷ với, khi mà mình học kinh học pháp, mình hoan hỷ với cái thiện sự, mình biết, thì cái đó cái chánh niệm. Nhưng mà cái chánh niệm này là nó còn ở bên ngoài, nó không phải đi theo những cái tà dại, những cái đeo níu trần cảnh tham muốn của bên ngoài. Thành ra có nhiều khi quý vị hiểu là cái chánh niệm nó có hai cái khía cạnh như vậy đó. Rồi cái chánh niệm mà thực thụ đó thì nó là phải cái sự quan sát ghi nhận hay biết với trí tuệ vượt qua tất cả những cái chế định của đối tượng, thấy đúng thực tánh thực tướng và
thấy được sự sanh diệt của đối tượng, thì lúc đó mới đúng là cái ý nghĩa chánh niệm ở trong tứ niệm xứ, trong bát chánh đạo. Thì xin giải thích với Dương Nguyễn. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều kinh nghiệm quý báu. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì xin mời quý vị ạ. Bây giờ thì sư xin giải thích về cái thân kiến. Thân kiến ở đây là sự sai lầm ở nhận định về cái thân của này. Tức là theo cái thông thường ấy, người ta cho rằng trong một con người thì nó có cái phần thể xác và cái linh hồn. Cho nên người ta cứ cứ nói là nhiều khi là cái thân thì chết nhưng mà cái linh hồn thì nó không chết. Rồi cái thân này đó là của tôi. Cái mắt, cái mũi, cái tai, cái chân hay là của tôi. Bữa nay cái thân của tôi á, nó khỏe. Trời ơi, bữa nay cái tay của tôi nó đau, nó nhức. Tức là chúng ta đồng hóa với cái sắc quẩn này đó. Nó có một cái bản ngã. Nó có một con người. Có một người nam, người nữ ở trong cái sắc quẩn này. Chính vì của tôi thì tôi mới giữ cái thân này của tôi, mà ai đụng chạm tới là không được. Tôi phải gìn giữ nó. Nếu mà bữa nay mà không được khỏe là phải mau mau kiếm thuốc này thuốc khác để mà bù đắp vô. Bữa nay sao nó hơi ốm phải kiếm thức ăn, thuốc nào tẩm bổ vô cho nó mập mạp, nó tròn trịa trở lại. Trời ơi, bữa nay ở trên mặt cái nếp nhăn nó hơi nhiều, phải tìm cách này cách nọ để xóa bỏ những cái nếp nhăn đó. Thì chính vì chúng ta sai lầm, những cái nhận thức sai lầm tà kiến, chúng ta chấp thủ, cho nên là sanh ra khổ đau. Quý vị thấy không? Rất nhiều những cái trường hợp cái mũi mình nó hơi thấp một chút không chịu, phải đi sửa, nâng cái mũi lên nó cao mới đẹp. Cái con mắt mình lớn tuổi rồi, có những cái vết nhăn, bây giờ nếu mà nhăn như vậy là mất đẹp, phải đi đi chỉnh, đi sửa cho nó thẳng ra, nó căng ra thì nó mới đẹp. Thậm chí có nhiều người cái thân hình nó hơi thấp một chút, bây giờ phải tìm cách phải nâng lên cho nó cao thêm mấy phân nữa là nó mới đẹp. Mà mỗi khi mà chúng ta dùng những cái biện pháp để mà can thiệp, để sửa đổi, thì chắc là nó đem đến cái điều tốt đẹp đó.
thì không, cái mũi nó hơi thấp vậy chút xíu đâu có sao. À, đi bơm, đi sữa, rồi cái bắt đầu nó dị ứng, à, nó nhiễm trùng, à, rồi bắt đầu nó sưng, nó cặn lên, à, rồi đẹp đâu không thấy. Bây giờ nó ảnh hưởng tới mắt, ảnh hưởng tới những cái dây thần kinh, à, rồi bây giờ phải tốn tiền để trị bệnh, mà rồi đi sữa đẹp đâu cũng thấy. Bây giờ là những cái chỗ đó là nó bị dị ứng rồi, nó nó bị mưng mủ rồi kia nọ. Bây giờ là nó còn tệ hơn cái lúc mình chưa sữa. Cho nên á là chúng ta thấy rằng à, cái ngũ quẩn này nè, nó là cái phần vật chất. À, phía sau cái thân ngũ quẩn này hoàn toàn không có một con người, không có một người nam người nữ, à, không phải của Dung Nguyễn mà cũng phải của Pháp Thanh, không phải ai hết. À, nó chỉ là do nhân, do duyên, à, do quy luật của nghiệp báo, à, rồi do những cái định lực nhân duyên nó tạo thành, à, chứ còn hoàn toàn không có một con người. Cho nên á là Đức Phật mới nói á, cái thân ngũ quẩn này ví như chiếc bè, à, chúng ta đừng có quá mà chăm chút nó, mà chúng ta cũng đừng hủy hoại nó. Tại vì chúng ta muốn qua được bờ bên kia thì chúng ta phải sử dụng chiếc bè này. À, đó. Khi mà chúng ta qua được tới bờ bên kia rồi thì chúng ta cũng phải bỏ cái chiếc bè này đi. À, chúng ta đừng có bám níu nó, à, đừng có quá chăm chút, quá dính mắc. Mà khi mà mình sai lầm, mình tà kiến, mình bám níu vào cái thân ngũ quẩn này thì sao? Mình bám níu vào những người xung quanh mình, à, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là cha tôi, mẹ tôi, thế này thế khác đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy được cái chính cái thân ngũ quẩn này nó của mình nó là như vậy đó, thì những cái người khác nó cũng vậy, không khác gì nhau hết. À, mình hay biết, mình hiểu biết rõ ràng, mình thoát ra được những cái dính mắc, những chấp thủ, và thì ngay bản thân mình biết trời ơi, đây là một cái đống rác, nó đầy rẫy những cái chất hôi thối, à, những chất bất tịnh, quế nhiễm, không có gì đâu mà chúng ta phải bám níu dính mắc. À, thành ra khi mà đúng rồi, khi mà chúng ta thoát được ra cái chấp thủ về cái thân hữu quẩn á, thì khi chết á mình không có bám níu vào cái thân xác này, à, còn thôi, à, chúng ta bám níu vào cái thân hữu quẩn này nè, hay mai mốt mình sợ, cha, trời ơi, mai mốt mình chết rồi không biết tôi tái sanh lại có nó được đẹp như vậy không, à, nó, à, tướng mạo nó như thế này, màu da như thế này, tóc như thế này, mắt như thế này, mũi như thế này, à, khi mà mình có sự thủ bám níu như vậy thì sao, thì cái khổ đau nó sẽ sanh, à, và biết đâu chừng vì cái bám níu mà dính mắc mà tham chấp vào cái thân ngũ quẩn này thành ngạ quỷ, à, thành Atula. À, nó ở nó giữ 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 bám níu cái thân xác này đó. Thành ra đó nó là cái sự trói buộc, chúng ta học hiểu để thoát ra.
một cái túi nó chứa là cái giận luôn. À, chẳng qua ở ngoài nó được cái bao bọc để nó che đậy lại những cái bất tịnh, những cái hôi hám, những cái thúi tha ở ở trong cái thân này thôi. À, trong này không có hoàn toàn, không có một cái bản ngã, không có linh hồn, không có con người nào ở trong 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 này hết. À, do nhân, do duyên, à, do quy luật của nghiệp báo tái sanh mà nó hình thành. À, rồi mai mốt thì nó cũng sẽ tan rã, nó đi theo cái quy luật của nó. À, khi chúng ta hiểu biết như vậy, à, chúng ta không bám níu gìn giữ, mà chúng ta cũng không có hủy hoại. À, thành ra đó, bây giờ giống như chiếc xe, bây giờ mình sợ nó hư, mình đâu dám sử dụng, thấy không? Rồi hay là mình nói, ơi kệ bà đó, bây giờ là mình cứ đi thí hư dục, nhưng mà mình chưa tới bờ bên kia làm sao mình dục được. À, mình đi dự định đi từ chỗ này đến chỗ kia, thì đi trên đường đó mình cũng phải cẩn thận, mình tránh những cái hầm hố, những cái ổ voi ổ gà, à, mình tránh những cái gốc gai để xe nó được an ổn, mình mới đi đến được cái mục đích của mình. À, thành ra đó chúng ta gìn giữ cái chiếc xe này, đừng có hủy hoại nó, nhưng chúng ta sử dụng nó đúng mục đích. Thành ra đó Đức Phật nói mặc dù cái thân ngũ quẩn này nó là vô thường khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì sẽ đem đến cái lợi ích, bằng cách là chúng ta làm nhiều thiện sự, dung bồi những cái thiện pháp, thì sẽ đem đến cái lợi lạc rất là nhiều. Còn chúng ta bám níu chấp thủ, dính mắc với nó thì sẽ đem đến cái khổ đau. Cho nên là chúng ta thoát ra cái thân kiến là phải thấy được rõ ràng ngay trong bản thân mình, cái sắc và cái danh, nó luôn luôn nó biến chuyển thay đổi, rồi đầy rẫy những cái vật bất tịnh, thì ngay cái quán cái nội thân của mình để mình thấy được, thì mình nhìn cái đối tượng cũng vậy, có gì đâu đẹp, cũng là cái túi da, chẳng qua được tô trét rồi này kia nọ, thành ra để che đậy những cái bất tịnh thôi, không có gì để mà mình bám níu. Thì như vậy á thì mình sẽ thấy được từ ngay chính cái thân ngũ quẩn mình và tất cả những cái đối tượng xung quanh, thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái sự bám níu tham chấp dính mắc, thì đó là để thoát ra cái thân kiến. Dạ, còn chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Dạ, bây giờ thì xin mời đạo tràng tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Về vô thường, khổ và vô ngã thì đây là một cái luật chung cho tất cả các cái pháp hữu vi, mà nếu mà chúng ta sai lầm tà kiến, chúng ta nhìn đối tượng trên thường lạc ngã tịnh, thì sẽ đem đến cái khổ đau. Quý vị thấy rằng tất cả các pháp hữu vi nó xuất hiện là do nhân, do duyên, do nhân quả. Thì bây giờ chúng ta lấy cái quan sát về cái đối tượng là cái hơi thở đi. Thì bây giờ quý vị thực hành, khi một vị hành giả đó bắt đầu ngồi tọa thiền nha. Bây giờ quý vị ngồi, sau khi mà quý vị ổn định rồi, quý vị ngồi yên, ngồi yên rồi bầu đi vào cái ghi nhận quan sát ha. Khi mình ngồi yên vậy, khoan thở vô thở ra vậy, ngồi yên nha, giữ tâm cái yên lặng và bắt đầu chú tâm. Thì khi mà quý vị thấy có một cái sự bức bách, một cái khó chịu, nó muốn thở vô nha, khi mà cái tâm mình nó tác ý nó muốn thở vô rồi đó, thì lúc đó bắt đầu mới thở vô, và cái sự chuyển động của cái không khí nó diễn ra. Khi mới bắt đầu thở vô gọi là xanh, rồi nó kéo dài, và sau đó thì khi mà vô đầy đủ căng cái lồng ngực rồi thì nó chấm dứt, gọi là diệt, cái hơi thở vô diệt. Thì hồi nãy là chưa, mình ngồi yên mà mình đâu có thở muốn thở gì, thì nó có cái sự bức bách, nó muốn thở vô để nó giải quyết, nó đem cái không khí để nuôi dưỡng cái thân ngũ quẩn này, để nuôi dưỡng những cái tế bào ở trong thân, cho nên là nó muốn phải thở vô, cho nên cái tác ý muốn thở vô nó diễn ra. Do cái sự khó chịu của sắc làm cái nó hoạt động, cái chuyển động cái thở đó, rồi cái thở vô vừa đủ thì cái đòi thở rồi. Rồi quý vị thở vô mà đầy đủ rồi, quý vị ngồi yên, ngồi yên đó tiếp tục quan sát thì sao, một hồi á là cũng vậy, cái bức khó chịu bắt buộc phải thở ra đó. Thì khi mà bắt buộc như vậy đó thì cái tác ý thở ra, thở ra thì sau đó bắt đầu cái chuyển động của cái thở ra, nó bắt đầu bắt đầu thở, bắt đầu ra, ngực bắt đầu xẹp xuống, bụng bắt đầu xẹp lại vậy đó. Cái chuyển động nó mới diễn ra, thấy không? Chúng ta mới thấy được cái sắc nó vô thường, nó thay đổi, nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt, nó luôn luôn là biến đổi mà, nó sanh ra, nó đi vô như thế nào, kéo dài như thế nào, chấm dứt thì như thế nào. Rồi mình không muốn thở vô nó cũng cũng phải thở vô, mình không muốn thở ra nó cũng phải thở ra. Đó, cho nên là nó luôn luôn thay đổi, thay đổi, thay đổi. Vô thường, chính vì vô thường mới khổ, khi mà nó thay đổi vậy đó. Quý vị ngừng lại, quý vị thấy khổ không? Khi mà mình ngồi yên
nó bức bách, nó khó chịu, nó muốn thở vô, nó bắt mình phải thở vô, à, phải khổ, nha. Rồi bây giờ á, quý vị muốn can thiệp vô cái chuyển động của hơi thở cũng được, à, nó làm theo cái quy luật của nó, hay là cái tâm mình suy nghĩ. Bây giờ mặc dù là mình muốn duy trì cái danh chánh niệm, mình muốn gìn giữ, à, mình cố gắng mình kiềm chế nó trên cái đề mục, nhưng mà sao cái tâm này nó lan man lắm, nó kiềm chế trên đối tượng được khoảng chừng vài ba phút, à, thì bắt đầu nó chạy lan man rồi, nó suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, suy nghĩ cái nọ, à, hoặc là mình đang theo dõi ghi nhận hơi thở, thì bắt đầu à có một đối tượng khác nó xảy ra, à, nó bắt buộc mình phải ghi nhận trên cái đối tượng đó. Khi mình đang quan sát hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra, rồi bắt đầu tự nhiên ngồi với bắt đầu tê nhất, à, à, mà cái đối tượng tê nhất này đó nó mạnh hơn là cái đối tượng là cái hơi chuyển động hơi thở. Cho nên là, dù quý vị ép nó, bắt buộc nó ở trên cái ghi nhận cái hơi thở, nó cũng chịu. Mà nó chạy đến cái đối tượng mạnh mẽ là cái đau, cái tê, cái nhức này. Cho nên á, các pháp nó diễn ra theo cái quy luật của nó nè, luôn luôn là thay đổi nha. Mà chính vì cái sự thay đổi này á, nó đem đến cái bất tội nguyện khổ đau nè, à, rồi á, mình không thể nào mình can dự điều khiển kiểm soát được các pháp, cho nên là vô ngã nè. Thành ra đó, chúng ta phải thấy được là vô ngã chứ không có diệt ngã. Bởi vì cái ngã nó có đâu mà diệt, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó là hoàn toàn không có một cái bản ngã. Các pháp nó đi theo cái quy luật tự nhiên của nó nha, không ai có thể mà điều khiển can thiệp được nha. Quý vị thấy rằng khoa học, kỹ thuật, y học tiến bộ, nhưng mà sao? Có những chứng bệnh khoa học, y học cũng đành chịu thua, à, chứ đâu có thể nào mà can thiệp được, phải không? À, mặc dù là hiện giờ các cái máy móc, à, các cái à, thuốc men nó rất là tiến bộ, nhưng mà điều cái là có những cái không thể nào can thiệp được. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật là gì? Tất cả các pháp hữu vi, à, đều chịu chung một cái định luật, à, hay là gọi là cái định lực của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. À, là nó đối với tất cả các pháp hữu vi ở thế gian này. À, khi mà pháp vô vi là nó mới vượt ra được cái quy luật tam tướng này mà thôi. Đó mà, à, khi mà chúng ta ấy, chúng ta phải chấp nhận. À, bây giờ cái chuyện nó là tự nhiên. Khi mà cái thân thể này mình phải vận động, mình phải thay đổi oai nghi nè, nhưng mà chúng ta thay đổi cái oai nghi á, ở trong cái trí tuệ, à, thường thường á, chúng ta ngồi hồi cái cảm thấy nó tê nó mỏi gì á, chúng ta tự tự xoay chuyển, à, tự đứng lên, à, tự thay đổi oai nghi. Tại vì á, theo cái quy luật
Cái đó là chúng ta theo đổi, thay đổi mà chúng ta không có ghi nhận, không có hay biết. Còn á, bây giờ là nếu mà một cái vị hành giả, chúng ta ngồi lâu thì tất nhiên là cái sự lưu thông của máu huyết nó không có đều. Khi mà chúng ta ngồi một cái tư thế lâu quá thì làm những cho cái mạch máu nó tắc nghẽn. Hồi nãy mình mới vô ngồi, nó không có đau, không có tê, thấy không? Bây giờ mình ngồi khoảng chừng nửa tiếng là bắt đầu nó đau, nó tê, nó nhức. Đó, thì quý vị thấy nó thay đổi. Rồi, bây giờ muốn thấy rõ cái thay đổi thì bây giờ nó đau, đau nó tê, nó nhức này, thay vì mình đau tê nhức rồi mình thay đổi liền nè, thì cái đó là gì? Mình trốn chạy cái đối tượng, cái đối tượng là khổ đau, mình tìm cái an lạc. Thì đây là cái, đây gọi là cái phiền não. Tại vì mình không chấp nhận, không chấp nhận cái khổ đau này, mình tìm tới cái an lạc hơn. Thì mình từ bỏ để mình chạy theo cái khác. Đó là cái phiền não. Nhưng mà khi mình đau, mình tê, mình nhức, mình biết, bây giờ quan sát cái sự thay đổi nè. Bây giờ nó đang đau, đang tê nhất ha. Bây giờ mình từ từ mình nhích dần để mình thay đổi cái quan nghi với cái sự quan sát rõ ràng hay biết rõ ràng. Thì quý vị thấy rằng khi mà quý vị vừa nhích thay đổi là bắt đầu cái vùng đau tê đó nó chuyển biến liền. Thành ra mình lấy cái cảm thọ này, lúc đó mình ghi nhận vào cái cảm giác. Mình quan sát cái tê, cái nhức mình nó thay đổi, nó tăng, nó giảm như thế nào biết. Thì lúc đó là chúng ta dùng cái, thay vì mình theo dõi cái chuyển động của hơi thở thì bây giờ quan sát vào cái cảm thọ, cái sự thay đổi, nó đau ở vùng nào, nó đau, nó tê, nó nhức ở trong xương, trong da, chỗ này, chỗ khác, nó thay đổi, nó chạy tới, chạy lui, nó di chuyển như thế nào, nó tăng, nó giảm như thế nào, biết rõ. Thì đó, để mình thấy được cái quy luật là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cũng xin chia sẻ cho cô Dung Nguyễn về cái thắc mắc. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, bây giờ thì xin mời đạo tràng.
Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin cảm ơn sư đã cho những bài giảng của Tương Kinh Phẩm Kiếm này, và con cũng cảm ơn sư đã giải thích cho cô Dung Nguyễn những câu hỏi mà cô muốn hỏi. Và cảm ơn sư và cô Như Quang Cần đã cho biết là đã nghe rõ. Theo con đọc cái bản này, cái bản phẩm kiếm đầu này, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỳ kheo hãy chánh niệm, xích da bỏ thân kiến. Thì Đức Phật cũng nói, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỳ kheo hãy chánh niệm, xích da bỏ thân kiến. Trong bài này rõ ràng là Đức Phật dạy bài này để cho các đệ tử của Ngài là nên tu tập trong sự chánh niệm tỉnh giác, cũng như những lời Ngài dạy là nên bỏ đi cái thân kiến. Cái thân kiến là một trong năm cái kiết sử mà cần phải diệt bỏ để bỏ thân phàm này, chuyển tập thành thánh. Năm hạ phần kiết sử đó gồm có thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Thì cái bài này Đức Phật nói chỉ có bốn câu rồi, chỉ lặp lại cho cái vị thiên mà nói thôi. Nếu mà xách ra từng chữ á, thì thấy như kiếm đã chạm da. Kiếm hay dao hay là cái gì cũng vậy, đó là một vật sắc bén, có thể làm hại lấy mạng của chúng sanh được. Ý Đức Phật nói kiếm đã chạm da, thì kiếm đã chạm da, nó chưa có cắt, nó chưa có đâm, nó chưa có sắc, chưa làm hại. Cũng như lửa cháy trên đầu, lửa cháy trên đầu thôi, có lẽ trên đầu mình, trên nóc nhà hay gì đó, cũng chưa có phải cháy cái tóc của mình. Tức là Đức Phật dặn vậy. Ngài dạy á, là khi mà kiếm đấy chạm da, tức là nó chạm thôi, nó chưa đụng gì hết. Và chúng ta đừng, cũng như là lửa cháy trên đầu, thì chúng ta phải nên để ý tới đó, đừng khinh thường. Nhưng cái sự mà để cho đừng có khinh thường, để biết cuộc đời này á, là vô thường. Tất cả mọi việc nó đều không có thường hằng, nó đều không có diễn, nó cũng không có làm theo đúng với ý mình muốn. Tại vì nó vô ngã, nó không bao giờ nó liên tục, không bao giờ nó giống nhau hoài. Thì cái Đức Phật nói cái đó, cái nói những chuyện này ai cũng biết được hết, rồi từ bỏ thân kiến, rồi cho cái sự chánh, cái chánh kiến mình nhìn ra cái thân xác này, cái con người này của chúng ta bên đây, không phải là nó thường hằng, nó vĩnh cửu vậy hoài. Nó lúc nào nó cũng thay đổi, nó chết đi sống lại, chết đi sống lại, kiếp này làm vua, kiếp sau làm chó, hay là xuống địa ngục đó, tùm lum hết, không bao giờ nó luôn luôn giống nhau hết. Nhưng khổ thay, chúng sanh ở trên này không bao giờ tin vào cái đó, không bao giờ hiểu biết cái chuyện đó. Kiếm có thể xem là thủ phạm tên cướp trong thập nhị nhân duyên không, bà sư? Thập nhị nhân duyên nó rất là khó, cô Dung Nguyễn à. Kiếm hả? Cái kiếm là một cái vật đó, cái vật đó nó có phải là thủ phạm không, cũng tùy theo chúng ta. Nếu mà chúng ta tự lấy cái kiếm đó cắt đứt chúng ta, hay là do sự bất cẩn, cái nghiệp nào đó, cái gió hay cái gì nó đẩy vô, nó tới làm nó xốc vô trong người của chúng ta, không biết được. Cái đó gọi là patthana, gọi là cái đó, cái gọi phải là cái pháp thôi, không không có phải là thủ phạm được. Cái thủ phạm á, là do nghiệp thôi, với lại chúng ta phải biết cái pháp của Đức Phật dạy, để khi mà có những duyên nó tới thì chúng ta phải biết nắm cái duyên đó, chuyển cái duyên đó theo ý chúng ta được, chứ không ai diệt được cái duyên, không ai cản trở được cái duyên hết.
Thì trở lại vấn đề trong cái bài giảng này thì Đức Phật muốn nói là chúng ta hãy canh chừng, hãy coi chừng những tất cả những cái nhân duyên cũng như những cái pháp vận hành nó tiến tới chúng ta, tiến tới gần gần gần, phải phải coi chừng nó, đừng có coi thường. Nhưng chúng sanh ít khi nào mà để ý cái đó. Thường thì người người ta nói nó đổi thay rồi, bây giờ cũng như những người mà làm xấu nhiều, hay là những người mà lúc trước là không có dạy, bây giờ họ thay đổi đổi thay rồi. Nhưng thật ra cái chữ mà phải đúng, phải 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 dùng hai cái từ đúng hơn đó, nó đổi thay hay là nó trao đổi. Cái đổi thay hay là thay đổi với lại trao đổi nó rất là khác với nhau. Nó khác như thế nào? Chẳng hạn như thằng con của tôi lúc trước nó làm biếng lắm, nó không bao giờ, mấy con nít bên đây thường rất là được cưng chiều á, rồi cha mẹ đi làm việc nhiều á, không có thời giờ để nói chỉ cho nó. Nó thường nó không có chịu dọn dẹp trong nhà. Nhưng thằng con trai tôi á, mà không bao giờ biết rửa chén, không biết lau nhà, không biết làm gì hết á, mà nó nghe nhạc đùng 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 nhức cái đầu vậy đó, mở gì nó ở dơ nữa, phải lên lục lục ra nệm của nó giặt đi để không thôi mỗi lần nó mở cửa phòng ra thúi chịu gì nổi, là chí ché lên. Nhưng khi mà nó lấy vợ á, thì nó trở nên rất là sạch sẽ, nó biết rửa chén, nó quét nhà, nó biết lau nhà, nó biết chùi cầu tiêu, thần kỳ thiệt đó. Thì có nhiều người cha nó nói nó là nó đổi thay từ ngày nó lấy vợ nó đổi thay, nhưng tôi không có đồng ý, mà tôi nói nó là nó trao đổi. Thì đại vì nó muốn lấy vợ, nó thích muốn con vợ nó ở, vợ nó muốn làm như vậy thì nó phải dẹp đi cái tánh xấu của nó phải sống theo giống như con vợ của nó để mà nó được con vợ đó, thì bây giờ là biết giống như vậy. Còn nếu mà trong thời gian sau nó không thích con vợ nó thì cái bản tánh lười biếng của nó trở lại ở dơ lại thì nó cũng giống như vậy, đâu có biết được khi nào mà nó gọi nó gọi là nó chịu thay đổi đó, thì nó biết cái điều những nó trước nó làm đó là không đúng, bây giờ nó làm lại giống vậy, nó làm được tốt giống vậy thì nó hiểu biết cái bổn phận của nó thì mới gọi là đổi thay. Giống như một anh chàng, ảnh đâu có biết Phật pháp cũng như đi 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 nhà thờ như thế nào, nhưng cái cô đó cổ đẹp quá thì anh ta cũng phải, nếu cô đó đạo Thiên Chúa thì anh ta cũng lẽo đẽo đi vô nhà thờ để có dịp để mà theo đuổi cô này, có dịp mới gần. Thì cái đó, cái này anh ta đâu có đổi thay, anh ta chỉ trao đổi thôi, anh ta trao đổi cái những việc thường ngày của anh ta, thay vì anh ta đi chỗ này chỗ kia hay đi tán dóc hay làm cái gì, nhưng anh ta bỏ hết cái đó, anh ta đi theo đuổi cô này. Như ngày ngày xưa anh trồng cây si trên lối đi vậy đó, thì bộ trời hành sao mà đứng trước nhà anh ta anh chờ vậy, thì tại vì anh ta muốn đứng ở đó để mới gặp được người đẹp, thì anh ta mới 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 đổi trác cái công của anh ta, thay vì ở trong nhà nằm ngủ hay đọc báo hay làm cái gì, bây giờ đứng trước có làm cây si nó mới mới được gặp người đẹp. Thì đại khái như vậy, thì cái đó là nó trao đổi thôi chứ nó không phải là đổi thay. Thì cái ý của tôi là giống vậy, còn quý vị hiểu như thế nào là chuyện khác, tôi chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Thì đối Đức Phật nói như lửa cháy trên đầu, khi cháy những cái tóc mình á thì mới sợ, nó cháy những tóc nó sợ quá trời ơi, nó cháy cái đầu mình thành cái đầu heo quay luôn hả, thì sợ con cháy trên đầu mà dôm dôm cháy. Thì thường con người ta rất dễ bị cuốn hút vào những cảnh vật bên ngoài ở trên thế gian này, nó nhất là nước Mỹ này, nó kích động người ta phải tranh đua, phải tiêu dùng. Một năm có những cái lễ, rồi có những cái ngày thôi, lễ tình yêu, lễ mẹ, lễ cha, lễ quỷ, lễ ma, tùm lum tùm la hết. Bữa nay happy birthday, ngày mai tới có riết là con chó cũng happy birthday của mấy con chó con mèo nữa. Mà chó mèo cũng có bác sĩ riêng nữa. Thì nó rất nhiều lễ lộc. Nhưng mà của chúng ta có đi theo không, có muốn giống vậy không, đó là việc của chúng ta, đó là cái tác ý của chúng ta. Cũng như Đức Phật cũng nói nè, tỳ kheo hãy chánh niệm, chánh niệm là chúng ta biết chúng ta làm cái việc đó có thích hợp không, có hợp lý không. Thì chúng ta đã có chánh niệm rồi, đã hiểu biết cái sự làm của chúng ta rồi thì làm như vậy. Còn nếu mà biết về danh sách á, thì có những người không học như diệu pháp đâu có biết
thế nào gọi là danh, thế nào gọi là sắc, thế nào là chánh niệm. Có nhiều người hiểu chánh niệm tức là hiểu về những điều việc việc tốt, không phải là việc tà, chánh nó đi khác với tà, nhưng thật đó là sai, hiểu như vậy không có đúng trong cái Phật pháp. Những người mà không biết thì họ nghĩ chánh tà họ quen với rồi, nhưng thật ra chánh niệm này không phải là niệm những việc chánh hay những không phải niệm về việc tà, mà đó cái nghiệp chánh niệm biết cái đó là danh và sắc. Thì khi quý vị biết được thế nào gọi là danh, thế nào gọi là sắc, biết phân biệt danh sắc là quý vị có cái tuệ thứ nhất trong 16 tầng tuệ của thiền của tứ niệm của cái gì mà Đức Phật dạy đó. Vipassana đó, gọi là có 16 tầng tuệ đó, bên thiền quán đó thì đã vô 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 đó rồi. Còn Đức Phật nói hãy tỳ kheo hãy chánh ngày này ngày dạy cho những đệ tử của ngài, xuất gia bỏ thân kiến, tức gia từ bỏ bỏ gia đình, từ bỏ sự tức là những cái sự mà cái gì trói buộc giữa con cái cha mẹ dòng họ dòng tộc. Có những người vị tỳ kheo trong thời Đức Phật họ rất giàu có những người rất giàu, giàu khi bằng giàu dễ sợ lắm, giàu rồi có vợ con đủ thứ, từ bỏ được những cái dục vọng, những cái lối sống mà sung sướng thường ngày để mà đi chân đất đầu đội trời, đi chân đi đất rồi bằng một chỉ có một cái miếng vải quấn đẩy thôi, đi vòng vòng mỗi ngày đi người ta cho cái gì ăn, cái hành cái Phật lúc nào cũng kiểm soát thu thúc luật căn hết, thì cái việc đó không có phải dễ. Mà ngày xưa đó thì tôi có đừng đi qua bên mấy cái nước mà điện, tôi đã qua hồi tháng vừa rồi tôi có đi qua bệnh, thì thấy những buổi sáng đó thấy có những vị tỳ kheo rất là nhỏ, nên con nít đó nhỏ nhỏ đi cả hàng dài, thì nó đi nó còn nhốn nháo một chút. Còn những vị mà tỳ kheo mà lớn tuổi họ đi chân không, không có gì, họ đi từng hàng từng hàng từng hàng, rất là nghiêm chỉnh, họ không có nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui. Tại mấy cái nước Phật giáo là quốc đó, họ rất là luật lệ, họ rất là khắc, họ theo dõi những chị tỳ kheo rất rất là rõ, với lại những người dân trong đó họ họ cũng biết biết luật nữa, thành ra những vị mà không có giữ tứ đại quay nghi đó, đi mà dồn qua dồn lại là họ úc bát đó. Úc bát có nghĩa là không có cho cúng vật thực gì ngày hôm đó hết trơn á, thành ra khi họ đi á, họ đi từng hàng họ đi rất là nghiêm chỉnh, rất là hoan hỷ, không có không có giống như những bên mấy người bên Mắt Tông khi nào đi qua thôi nói chuyện dồn qua dồn lại, cười rồi cell phone tùm lum tùm la hết, bên đây là rất là nghiêm chỉnh. Thì nói với khi mà xuất gia làm người tỳ kheo á là không phải chuyện dễ. Những người mà nghèo khó rồi đó thì họ cái từ cái nghèo cái họ khó quá, họ cũng là một cái duyên để cho họ họ thấy cuộc đời này rất khổ, họ bỏ đi tu thì nó cũng thấy dễ. Với những người mà sống rất là sung sướng, sinh ra trong một gia đình giàu có như ngài đại 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 trưởng lão Ca Diếp á, Kassapa đó, ngài sinh trong gia đình có hết, ngài đi tu mà lại là ngài lại là người hành cái pháp mà đậu đà rất là nghiêm chỉnh. Thì mới nhìn qua nếu mà người bình thường nói trời ơi, cha này khùng, trời ơi, đang giàu có gì đi đâu đi cực khổ vậy. Nhưng nếu mà nhìn theo có lối Phật pháp thì ngài đã tu tập rất nhiều đời nhiều kiếp rồi, tới cái kiếp này cái ba la mật của ngài đã chín mùi, ngài gặp Đức Phật, ngài tới đó là ngài tu, thì ngài là một trong hai đại thượng tinh văn của Đức Phật, thì cái sự tu tập của ngài là không có ít. Đã đối với những vị mà chư tăng các tăng mà đi tu mà đúng theo cái lực của Đức Phật, đúng theo cái nghĩa của một vị kheo thì rất là cao thượng, rất là đáng ngưỡng mộ. Thì các ngài đó hành cái pháp rất họ thu thúc lục căn của họ rất là chặt chẽ, kiềm chế các tâm tham tâm sân của họ lúc nào cũng luôn học hỏi để trừ đi cái tà kiến của mình, để tiến tới lên những cái
suy nghĩ rất là tốt, suy nghĩ về cuộc đời cũng như về nhân sinh quan, cũng như nhất là mấy ngày thường, mấy ngày nhìn á, mấy cái việc đời theo cái chân đế thôi, những không có quan tâm với những cái vật chất bên ngoài nhiều. Các ngày đó nếu mà diễn tả thì chỉ nhìn nó cái tâm thán phục, khiêm thán phục và kính nể, chứ không có lời nào mà giải thích được hết được hết. À, vậy hả đâu cha, thì trong đây nếu có người giơ tay thì tôi xin nhường máy lại, thì trong đây thì trong cái đầu tài đó mà tôi nói gì, như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, phải dưới chánh niệm thôi chứ đâu có gì đâu. À, có người giơ tay hả, thì cô thiên trả máy ha, nhưng năm bữa nay là cũng là New Year Eve đó, thì bên đây cũng tối nay sẽ đốt pháo bông đủ thứ đó. Nhưng mà tôi thấy cũng bình thường, ngày nào cũng như ngày nào đó với tôi thôi. Vậy chúc các vị sư, các cô tu nữ, các quý vị trong đạo tràng được mà năm mới vui khỏe, thân tâm thường an lạc ha. Happy New Year. Happy New Decade. Mà năm nay 2020 đặc biệt nó bước qua một cái chu kỳ mới. Trước hết thì con cũng ở Việt Nam thì đã New Year rồi, thì cũng kính chúc sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, trong room có hai vị, kính chúc sư Trí Đức, sư Pháp Thanh là luôn được khỏe mạnh và bình an. Bởi vì người tu là chỉ cần như đó được rồi ha. Còn gì chúc mà tiền nhiều quá, sư xây chùa lớn khổ lắm. Cho nên chúc như đó thôi. Và kính chúc quý Phật tử ha, là năm mới là coi như tâm thì an lạc, tiền thì vô như nước. Bởi vì Phật tử chúng ta phải có tiền ha. Rằng quý vị mới có tiền, quý vị mới làm phước được chứ. Tiền vô như nước, rồi được nhiều sức khỏe, và quan trọng là vui vẻ. Và trên cái con đường tu học thì chúng ta sẽ được sáng con mắt một chút. Cái này nói văn chương hơi khó, nhưng mà đại khái người ta nói là sáng con mắt một chút. Tức là mình học pháp tới đâu thì mình thấy nó sáng ra tới đó ha. Thôi cũng không còn nhiều thời gian, mình đâu chỉ nhân cái việc dịp về cuối năm, thì nhảy lên chúc và ba điều vậy thôi. Sao thôi xin trả mic lại cho người nào nãy giơ tay đó nha. Mình đâu xin đầu xuống. Thấy cô như Dung Nguyễn hay là Huynh Dung Nguyễn này, không biết có nói là có thể lấy ví dụ cụ thể khi mình mắc bệnh ung thư thì mới thấy cái gương kề da không ạ? Thì thật sự ra thì một cái câu hỏi này nó có vẻ hay hay. Mình tâm chia sẻ một cái ý khác nha, ý khác nha. Thật sự quý vị thấy chúng ta đó, là đều là những người bị ung thư cả, đều những người bị ung thư cả. Nhưng cái quan trọng là chúng ta có phát hiện hay không thôi. Tôi nói ví dụ thôi, một người nào đó, họ họ bị ung thư nhưng mà họ không có đi khám, thì thật sự ra thì họ cũng vẫn ung dung tự tại. Cho nên là cái huynh hay là cái cô nào mà tên Dung này nói như vậy thì thấy rằng nhiều khi người ta bị ung thư nhưng người ta vẫn ung dung tự tại, người ta chưa khám, người ta đâu có biết là ta bị ung thư. Cho nên
ung dung tự tại, vẫn tham sân si đầy đủ nha, chứ không có thiếu chút nào cả, dù rằng có một cái khối ung thư nó rất là lớn à, quý thấy không? Cho nên ở đây cái vấn đề đó là chúng ta phải suy ngẫm về cái cuộc sống ở cái khoa tâm lý, nó hay lắm quý vị. Khoa tâm lý hay lắm. Có những người đó thì nghe tới ung thư nghĩa là gọi là sự lên sự xuống à, nhưng có những người họ ôm một cái khối ung thư nhưng mà họ vẫn vui vẻ à, vẫn thưởng thưởng thức cuộc đời, bởi vì họ đâu có biết à, đâu có biết à, nên có nhiều người biết rằng khi mà họ phát hiện ra à, thì bắt đầu họ mới rung. Còn có nhiều người á thì họ chết đi và mang theo cái khối ung thư đó, họ cũng chẳng biết rằng họ đã có khối ung thư. Vì cái ung thư đó thì thật sự ra một lúc nào đó nó mới tắc hoài tắc quái, chứ thật sự là ung thư là cái bệnh mà gì biết rằng nó vui lắm, nó ngầm mà từ bên trong mà không biết đâu. Có nhiều khi có ung thư ra nữa à, bên trong có người quen là phải đi bao nhiêu cái bệnh viện làm biết bao nhiêu cái xét nghiệm thì mới tìm ra là ung thư à, cho nên nhiều khi chúng ta bị ung thư chúng ta cũng chẳng có hay đâu. Cho nên tôi đừng lo. Thật sự ra thì một cái điều mà mình cần phải suy ngẫm đó là ngày mai với kiếp sau thì không biết em nào tới trước à, một cái câu này mình đang được nghe sư Liễu Tông hay dạy ở trên Rumba Talk này, ngày mai và kiếp sau thì không biết cái nào nó tới trước. Cho nên quý vị thấy rằng cái chuyện rằng là mình nghĩ rằng mình có ung thư là con dao hay là lưỡi gươm thì kề cổ gì đó thì thật sự nó không phải à, bởi vì rất nhiều cái để cho chúng ta sang một cái kiếp sau mà nó nhanh hơn cả ngày mai nữa à, thành thử ra cái ung thư nó không phải là nó giết chúng ta quý vị, cái bệnh không phải là giết chúng ta. Có rất là nhiều cái để chúng ta giả từ gác trọ lắm à, rất nhiều cái à, cho nên nhiều khi chúng ta nên suy ngẫm. Cái sự chết là cái mục đích để ngày hôm nay chúng ta sống như thế nào, chứ không phải cái sự chết là cái mà để cho chúng ta sợ à, okay. Bởi cái sự chết đó thì em nào ở trong room này rồi sẽ chết, bảo đảm không có gì đâu sợ, mà cái sợ là chúng ta sống ngày hôm nay như thế nào mới là quan trọng. Quan trọng là cái sống đây nè. Mình tâm thấy rất là nhiều người càng học đạo thì lại càng sợ cái chữ tử à, cái đó là nó không phải. Chúng ta phải sợ rằng hàng ngày khẩu chúng ta nói như thế nào à, quý vị mà đọc báo VN Express thì sẽ thấy rằng có cái chuyện vui là anh đó, anh có người yêu rồi ảnh người yêu ảnh thì không có còn là gọi là trong trắng nữa, thế là ảnh gọi là gửi tin nhắn đó à, chọc cái cô kia sau đó là cuối cùng cô kia cổ đi tự tự giận rồi cổ không chết mà bây giờ cổ bị chết não à, tức là trở thành người thực vật. Thế như thế lời nói những cái chết chết của mình có thể chúng ta giết người đủ quý vị, thành tưởng mình phải phòng hộ cái ý cái khẩu, phòng hộ cái thân của mình để chúng ta đừng làm ác, đó mới là cái quan trọng. Còn cái chết thì thôi không có gì mà kề cổ cũng kề cổ cả à, quý vị suy ngẫm coi Minh Tâm nói nó có lý không nhà. Đối với Minh Tâm thì không màng nữa, cái chết mà quan trọng sống nhà, cái sống nó như thế nào nó mới quan trọng. Chứ còn mà quý vị thấy là có nhiều người bị ung thư rồi sợ chết vì ung thư, rốt cuộc chết vì một cái khác à, cái khác nó giết mình trước cái ung thư đó à, ví dụ đụng xe tai nạn máy bay là về ăn Tết này nọ, quý vị ăn uống cẩn thận ở Việt Nam mà không ra coi như bị nhập viện quá trời, thì cái vụ mà ăn 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 nhầm mấy cái đồ mà nó không có được gọi là ngon lành, không được sạch sẽ, nó không có được đúng là phẩm chất của đồ ăn đó, ăn xong đi bệnh viện đó, thì quý vị thấy rằng là coi như nhiều khi những cái khác nó giết mình trước cái bệnh. Cho nên bệnh là mình biết là bệnh thôi, có gì phải lo đâu quý vị à, bởi vì ngày mai và kiếp sau á thì không ai bảo hành, nó không ai bảo đảm à, không ai bảo đảm, cho nên quý vị đỡ sợ ha. Mà thấy cũng hết giờ rồi, thôi dạ con xin phép được leo xuống ạ à.
Dạ, Nam mô Bụt Tha gia, Nam mô Tham ma gia, Nam mô Sang kha gia. Dạ, con thấy đã hết giờ rồi. Dạ, bây giờ con xin đọc sám hối để thỉnh Ngài Trí Đức hoặc là Ngài Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ, con xin đọc bài sám hối ạ. Uttamang jena vande yang bara bang sam varuttamang Buddhe yo kalito do so buddho kamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần ý chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quan đề hằng thấp mạnh cho đu quy thằng qua rằng thấm mê vô khá lý tô đồ sô thấm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na quan đề hằng sang khanh cha đô quy đốt ta mang sang khề vô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mít cho Ngài Pháp Thanh. Xin Ngài chúc phúc cho đại tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Tha gia, Nam mô Tham ma gia, Nam mô Sang kha gia. Dạ, do nhân duyên hôm nay thì cũng được phụ trách cái thời chia sẻ Phật pháp trong một cái ngày mới của 2020 thì cũng xin cầu chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an vui, rồi nỗ lực tu học tạo được nhiều tiến bộ, nhiều kinh nghiệm quý báu trong đời sống, trong sự tu tập. Cầu mong cho cũng như gia đình có một năm an vui hạnh phúc. Cầu mong tất sanh an vui hạnh phúc và bên kết thúc buổi sinh hoạt hôm qua. Tu sắp bấm mang cái lạc thanh điệp và ta sắp ba nhung ba về nên sư đa số thì pháp quan tu tế pháp quan tu sắp ba mang ra lăng ra khanh tu sắp ba đều và ta sắp ba tham ma nhung ba về pháp quan tu tế pháp quan tu sắp ba mang ra lăng ra khanh tu sắp ba đều và ta sắp ba sang ga nhung ba về nên sư đa số thì pháp quan tu phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành